đây có một chiếc tàu Everest nó đang chạy về đất liền, phía sau là Super Đông các bạn. Chạy tốc độ rất là đều nha, đang đi ngược nước nha các bạn. Bị vô cảng là nó phải giảm tốc độ xuống. Đây là một chiếc tàu được đóng ở Việt Nam, tàu hai thân và cái này cái mẫu của Ý nha, và cái hộp kim nhôm là của Ý luôn. Thân tàu được làm bằng hộp kim nhôm của Ý các bạn. Chiếc này đi từ Phú Quốc về Gạch Giá, bây giờ nó đang chuẩn bị cập cảng Gạch Giá, đi tầm khoảng 2 tiếng rưỡi. Quá trời lục bình. Đây thêm một chiếc Everest đang quay đầu nè. Chiếc này nó sẽ đợi các bạn. Nó chạy chậm lại, nó đợi để nó vô bến. Chiếc này cũng chuẩn bị xuất bến nữa. Hiện giờ ngoài biển đang mưa nha. Và tàu nhỏ nó chạy quá chạy. Super Đông cũng đang chuẩn bị vô luôn. Trời. Ôi. Quay đầu khá là nguy hiểm nha. Trời ơi, lên khói đen luôn rồi. Cái này mà quay qua là có thể là đụng luôn á. Anh Everest kia thì đang đi vô, đường quá hẹp mà anh cũng gán vô các bạn. Quá ghê, anh phải lùi lại mà lên khói đen hết trơn. Quay đầu mà anh không có lui được. Super Đông anh vô tốc độ rồi đó. Chiếc nhỏ là nó chạy trước nãy giờ các bạn. Bây giờ Everest nó sẽ đuổi theo nha. Hãy chạy chút xíu là bắt kịp rồi. Chạy tốc độ rất là khủng. Thường thì Everest sẽ chạy tốc độ gấp 2,5 lần so với lại cao tốc nhỏ này nè. Trời ơi, hai anh đua ra luôn. Cao tốc nhỏ bây giờ nó phải tránh các bạn, chạy qua bên phải. Chưa ra khỏi được lòng lạch nữa.
làn sóng của thằng Everest nó sẽ làm chiếc cao tốc nhỏ rất là khó khăn nha. Họ phải lạng qua để trả sóng của nó. Chiếc gà biển đua quá đua các bạn. Quá xa nha. Trời mưa mịt mù quá trời. Chiếc đầu tiên đang về đất liền là chiếc Hòa Bình Ship các bạn. Quá trời gió sóng khủng khiếp luôn. Hiện giờ nó đang đi xuôi gió nha. Chạy tốc độ nè. Phía sau là chiếc Super Đông các bạn. Hòn Ship là một chiếc tàu có cái mũi thẳng đứng 90 độ nha các bạn. Chiếc này đi rất là êm. Wow, tới đây còn nghe tiếng nữa. Đây là cái mũi nè, mũi lê của nó các bạn ơi. Mũi của nó không có cong vô mà nó thẳng đứng luôn à. Trời ơi. Nước nó chém, nước nó văng lên trên, ngược lên trên nhìn đẹp không? Quá dữ. Phúng phúng nước. Chiếc này nó vuông vứt nha. Nó cũng tương đương với lại với chiếc Super Đông thôi, nhưng mà nó vuông vứt các bạn, nhìn rất là khác biệt. Đây là Hòa Bình Ship 2. Sóng nó tạo ra đây. Ghê chưa? Super Đông về cũng tiếng cũng lớn lắm các bạn. Super Đông chạy cũng dữ dội lắm các bạn ơi. Quá trời. Bùng sóng nha. Nhìn nhọn quá, quá nguy hiểm.
Đây là chiếc Everest nhỏ các bạn. Everest 18. 18 hay 27 gì đó. Số rất cao nhưng mà chiếc này là loại nhỏ nha. 2 tầng. Thì chiếc này cũng rất là êm các bạn. Chiếc này từ Phú Quốc về. Phú Quốc về Gạch Giá. Đánh còi. Everest 27.